quý vị khán giả đang quay trở lại với chương trình tin tức tổng hợp. Tiếp theo sẽ là bản tin về việc tiếng nổ siêu âm ở Washington khiến cho chó giật mình và bỏ chạy. Video an ninh cho thấy một con chó phản ứng với tiếng nổ siêu âm làm rung chuyển khu vực đô thị Washington DC vào hôm Chủ nhật. Các viên chức cho biết Hoa Kỳ đã điều động các máy bay chiến đấu F-16 trong một cuộc rượt đuổi siêu âm nhằm vào một máy bay hạng nhẹ với một phi công không đáp ứng, xâm phạm không phận xung quanh Washington DC và sau đó đâm xuống vùng núi Virginia. Các viên chức cho biết các máy bay chiến đấu đã tạo ra tiếng nổ siêu âm trên bầu trời thủ đô Hoa Kỳ khi đang truy đuổi chiếc Cessna Citation Xylem khiến người dân ở khu vực Washington kinh hoàng. Theo cảnh sát tiểu bang Virginia, không có người sống sót nào được tìm thấy tại địa điểm máy bay rơi. Một nguồn tin quen thuộc với vấn đề này cho biết 4 người đã ở trên chiếc Cessna này. Đến với bản tin tiếp theo, Paris làm việc ngày đêm để sông Seine có thể bơi được trong Thế vận hội 2024. Vào một ngày mùa xuân đầy nắng, Dan Angelakis đang kiểm tra chất lượng nước của sông Seine ở Paris bên cây cầu Alexander III, một khung cảnh tuyệt đẹp cho cuộc thi bơi lội marathon và ba môn phối hợp Olympic vào năm tới. Angelescu đã làm việc cho thành phố từ năm 2017 trong dự án lâu năm của mình để làm cho sông Seine có thể bơi được. Thế vận hội 2024 là cơ hội duy nhất để đẩy nhanh tiến độ nhằm tổ chức một số sự kiện thể thao ở dòng sông nổi tiếng, chẳng hạn như Thế vận hội Paris đầu tiên năm 1900. Theo Angelescu, ngày hôm đó, nồng độ của hai loại vi khuẩn E. coli và Enterococcus, cả hai đều là chỉ số của phân trong nước, đủ thấp để tắm sông một cách an toàn. Thách thức là làm sao duy trì các mức đó. Nguy cơ chính là bão tố. Khi nước mưa đổ vào hệ thống nước thải của Paris, nó có thể làm quá tải hệ thống và lượng nước thừa sau đó được thải ra sông, gây ô nhiễm mầm bệnh. Để ngăn điều này xảy ra vào mùa hè tới, thành phố đang xây dựng một bể chứa khổng lồ bên dưới mặt đất của Đông Nam Paris với sức chứa 50.000 mét khối, tương đương với 20 bể bơi Olympic. Ông Pierre Rabadan, phó thị trưởng phụ trách tổ chức Thế vận hội cho biết lưu vực Austerlitz sẽ thu nước mưa để tránh tràn. Một phần khác của kế hoạch lớn sẽ làm sạch sông Seine là bảo đảm một số cư dân ở thượng nguồn thay đổi thiết kế cũ của ngôi nhà của họ. Thay vì xả nước thải trực tiếp ra sông, họ cần có một kết nối an toàn với hệ thống thoát nước. Mục tiêu của Paris là để những người dân bình thường bơi trong dòng sông Seine vào năm 2025 như một sự thừa kế của Thế vận hội. Lính cứu hỏa nỗ lực để kiềm chế cháy rừng ở British Columbia. Lính cứu hỏa ở British Columbia đã thực hiện theo kế hoạch để ngăn chặn đám cháy rừng đã thiêu rụi khoảng 241.214 hecta ở Donny Creek. Cơ quan phòng cháy rừng của tỉnh đã cho biết vào hôm thứ Sáu ngày 2 tháng 6 rằng đám cháy theo kế hoạch kéo dài hơn 30 km và thiêu rụi khoảng 10.000 hecta, nhằm hạn chế sự lan rộng của đám cháy ban đầu xa hơn về phía nam. Tính đến vào ngày Chủ nhật ngày 4 tháng 6, có 67 đám cháy đang hoạt động ở British Columbia, 11 đám cháy bắt đầu trong 24 giờ qua. Các tỉnh Alberta và British Columbia ở miền Tây của Canada đã phải đối phó với mùa xuân ấm áp bất thường trong năm nay. Điều này đã gây ra một số vụ cháy rừng ngoài tầm kiểm soát, cắt giảm sản lượng dầu khí và khí đốt. Vào tháng trước, tỉnh Alberta giáp biên giới đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp, cấp tỉnh sau khi hàng chục nghìn người buộc phải rời bỏ nhà cửa khi những trận cháy rừng hoành hành chưa từng thấy. Mất điện nhiều nơi ảnh hưởng đến các khu công nghiệp tại Việt Nam. Mất điện nhiều nơi có lúc đột ngột không thông báo, đang gây ảnh hưởng đến các hoạt động của một loạt các khu công nghiệp tại miền Bắc Việt Nam, nơi có các nhà máy của các hãng như Foxconn và Samsung. Theo Reuters hôm 5 tháng 6, Phòng Thương mại châu Âu Eurotim, đại diện cho các công ty châu Âu tại Việt Nam, đã gửi thư đến Bộ Công Thương nhằm thúc giục bộ này tìm giải pháp nhanh chóng để giải quyết tình hình. Reuters dẫn lời của hai giới chức đầu tư địa phương giấu tên cho biết, một số khu vực công nghiệp ở tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang đang phải đối mặt với tình trạng mất điện toàn bộ. Một trong hai giới chức này nói với Reuters,
chúng tôi sẽ phải làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam, được viết tắt là EVN, vào trong ngày hôm nay để thảo luận tình hình và các biện pháp có thể giới hạn các ảnh hưởng. Reuters trích lời ông Jean-Jacques Beaufret, nói Phó Chủ tịch Eurochem Việt Nam, nói Bộ Công Thương Việt Nam nên có biện pháp khẩn cấp trước khi danh tiếng của Việt Nam là một trung tâm sản xuất toàn cầu đáng tin cậy bị ảnh hưởng. Báo Nhà nước dẫn thông tin từ EVN chi nhánh miền Bắc cho biết điện cho nhà máy Canon ở Bắc Ninh sẽ bị cắt từ 8 giờ sáng thứ hai đến 5 giờ chiều thứ ba, và cho biết thêm là điện cho ít nhất 5 khu công nghiệp và nhiều xã khác ở tỉnh Bắc Ninh sẽ bị cắt từng phần hoặc toàn bộ trong nhiều giờ ngay trong ngày đầu tiên của tuần này. Hiện không rõ các công ty khác có bị ảnh hưởng không. Các công ty và EVN hiện chưa đưa ra lời bình luận nào về thông tin này. Tình hình thiếu điện đã khiến Việt Nam phải tắt đèn nơi công cộng và các nhà sản xuất phải chuyển sang hoạt động giờ khác nhau, tránh giờ cao điểm để tiết kiệm điện. Hiện có khoảng hơn 11.000 công ty đồng ý cắt giảm sản xuất khi có thể. Bộ Thông tin Truyền thông nói TikTok có nhiều vi phạm, kết luận kiểm tra sẽ có trong tháng 7. Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông của Việt Nam vào hôm ngày 5 tháng 6 đã xác nhận việc kiểm tra TikTok cho thấy nền tảng này có rất nhiều vi phạm, đồng thời cho biết kết luận kiểm tra, thanh tra đối với mạng này sẽ có trong tháng 7. Thứ trưởng Nguyễn Thanh Lâm cho báo chí biết thông tin này tại một buổi họp báo thường kỳ của Bộ vào chiều cùng ngày, tuy nhiên không cho biết thêm thông tin cụ thể các sai phạm là gì vì lý do bảo mật, chưa thể cung cấp cho báo chí. Phát hiện ban đầu của đoàn kiểm tra giúp chúng ta xác nhận những nhận định về vi phạm pháp luật Việt Nam của nền tảng TikTok là có cơ sở. TikTok rất nhiều vi phạm, ông Nguyễn Thanh Lâm đã khẳng định với báo chí như trên. Ngoài ra, ông Lâm cũng cho biết thêm, Bộ Thông tin và Truyền thông cũng đã gặp gỡ và trao đổi với những người sáng tạo nội dung, người ảnh hưởng trên mạng xã hội bao gồm TikTok ở thành phố Sài Gòn. Mục đích là để kiểm tra, phát hiện sai phạm và giải quyết sai phạm. Mặt khác là để kêu gọi, cung cấp thông tin, phổ biến pháp luật đến những người sáng tạo nội dung lành mạnh trong và ngoài nước. Vào hồi đầu tháng 4 vừa qua, Bộ Thông tin và Truyền thông đã công bố 6 sai phạm của TikTok tại Việt Nam. Và theo đó, TikTok không có biện pháp kiểm soát hiệu quả những nội dung vi phạm liên quan đến chính trị, chống phá đảng, nhà nước, tin giả, nội dung nhảm nhí, độc hại, thậm chí là gây nguy hiểm với trẻ em. Tính đến tháng 2 năm nay, có khoảng 50 triệu người dùng TikTok ở Việt Nam, đứng thứ 6 trong 10 quốc gia có lượng người dùng lớn nhất trên thế giới, theo số liệu của Data Reporter, chuyên theo dõi các nền tảng mạng xã hội toàn cầu cho biết. Đến với bản tin cuối cùng của buổi tối ngày hôm nay, sinh viên Tokyo học cách mỉm cười trở lại khi Nhật Bản bỏ khẩu trang COVID. Tại một lớp học của Học viện Nghệ thuật Tokyo vào một buổi chiều, hơn chục học sinh viên giơ gương soi lên mặt đồng thời căng khóe miệng lên, hoàn toàn đắm chìm trong một bài học không nằm trong chương trình thông thường của họ. Đó là lớp học cười. Các sinh viên từ Học viện Mỹ thuật và Thiết kế Sokei nằm trong số những khách hàng mới nhất của cô Keiko Kawano tại công ty của cô, công ty Egaoku, hay theo nghĩa đen là giáo dục nụ cười. Công ty đã nhận được sự quan tâm ngày càng tăng khi ngày càng có nhiều người Nhật bỏ khẩu trang trong thời kỳ hậu Covid. Ngay cả khi trước khi xảy ra đại dịch, việc đeo khẩu trang ở Nhật Bản là điều bình thường đối với nhiều người trong mùa sốt cỏ, khô và xung quanh các kỳ thi. Do lo ngại về việc bị bệnh trong một sự kiện quan trọng của cuộc đời, mặc dù chính phủ đã gỡ bỏ khuyến nghị đeo khẩu trang vào tháng 3, nhưng nhiều người vẫn không bỏ. Một cuộc thăm dò của đài truyền hình công cộng NHK vào tháng 5 cho thấy 55% người Nhật nói rằng họ vẫn đeo chúng thường xuyên như 2 tháng trước đó. Chỉ 8% cho biết họ đã ngừng đeo khẩu trang hoàn toàn. Điều đó dẫn đến việc ít để lộ khuôn mặt và mỉm cười với người khác. Theo cô Kawano Egaoku, đã chứng kiến nhu cầu tăng gấp 4 lần so với năm ngoái. Với các khách hàng từ các công ty đang tìm kiếm nhân viên bán hàng dễ tiếp cận hơn và chính quyền địa phương đang tìm cách cải thiện phúc lợi cho cư dân của họ. Một buổi học riêng kéo dài 1 giờ có giá 7.700 yên, tương đương 55.43 Mỹ Kim.
Và bản tin vừa qua cũng đã kết thúc chương trình tin tức tổng hợp của ngày hôm nay do đài truyền hình IBC TV thực hiện qua phần trình bày của xứ ngôn viên Phạm Hùng Cường và Linh Trịnh. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ quý báu của quý vị khán giả và các cơ sở thương mại đã luôn đồng hành cùng đài truyền hình IBC TV. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và chúc quý vị có buổi tối thật nhiều an lạc.